Kính thưa quý vị, có một người đàn ông đã bị bắt sau khi có một học sinh trung học ở California đã bị đâm chết. Một người đàn ông đã bị bắt vì liên quan đến cái chết của một cô gái 15 tuổi ở một trường trung học ở thành phố Stockton, California, cách Orange County của chúng ta không xa, vào ngày thứ Hai. Các quan chức của học khu Stockton cho biết có một thiếu nữ đã bị đâm chết bởi một cái đột nhập ngay tại trường trung học Stark. Một nhân viên của trường đã có mặt tại hiện trường và gọi là nhanh chóng để mà gọi là báo và cố gắng ngăn chặn nghi phạm. Một người phát ngôn viên của quận hạt Melinda Meza đã cho biết là anh ta không hề gây gổ khi bị bắt. Anthony Gray, 52 tuổi, bị bắt vì liên quan đến vụ đâm và đã bị tống giam vào nhà tù của quận hạt San Joaquin. Và theo một cái dòng đăng ở trên Facebook của sở cảnh sát Stockton thì là cái người này tên là Gray đó đã bị buộc tội là giết người. Ở trong hồ sơ mà chúng ta được thấy thì Gray đang bị giam giữ mà không được tại ngoại hầu tra. CNN cũng không thể tìm ngay lập tức được để mà xem thử là tin tức về Gray này có luật sư hay không, và cảnh sát không tiết lộ tên của nạn nhân, nhưng gia đình của cô đã nói với lại đài truyền hình KCRA là một chi nhánh của CNN rằng con gái của họ tên là Alicia Reynaga, 15 tuổi, và bố mẹ của cô nói rằng cô gái của tôi, con gái của chúng tôi không có bất kỳ kẻ thù nào, đó là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ tuyệt vời. Tôi chỉ cảm thấy như là một giấc mơ kinh hoàng và chúng tôi đang cố gắng thức dậy. Đó là lời của ông Manuel Reynaga, là cha của Alicia, đã nói với lại đài truyền hình trong buổi cầu nguyện cho con gái của mình. Và rất là đáng tiếc, không ngờ là có một kẻ mà dám đột nhập vào trường học rồi sau đó là đâm vào học sinh của trường luôn. Và bây giờ Anthony Gray, 52 tuổi, bị bắt mà so far là không có tại ngoại hầu tra luôn, kính thưa quý vị. Một trường hợp vô cùng đau lòng.